Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, phá cách một chút xíu, không nói về luật nữa, nhưng nói về thân phận một con người. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tình cờ đọc trên báo tạp chí Việt Kiều một cái tựa đề có tên là Người phụ nữ 50 nhắn gửi người đàn bà 30 đừng sống như mình, để già phải hối tiếc bốn điều này. Sau khi đọc toàn bộ cái nội dung của cái bài báo, cảm nhận trỗi lên một cái gì đó sao giống mình quá. Và hôm nay thì thứ nhất là cũng tặng cho các bạn cùng tuổi mình, các bạn nữ học phổ thông, các bạn nữ học đại học, các bạn anh chị ca đoàn và tất cả các anh chị đang bước vào lứa tuổi 30 đến 50 sẽ hiểu được, sẽ biết những cái khoảng lặng, những cái điều gì đó mà mình cảm nhận rằng qua đi mình không hối tiếc. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là luật sư Thu Đoàn sẽ đọc rất là chậm để quý vị và các bạn có thể chiêm nghiệm được những cái nhân tình thế thái trong cuộc sống. Đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời, bạn sẽ chỉ còn trách mình tại sao không sống trọn những ngày vui, tại sao lại có quá nhiều những lo âu, sân si, vụn vặt tranh giành. Để rồi mọi ham danh, mọi vọng tưởng cũng chỉ là hư ảo. Tôi của tuổi 50 thật lòng nhắn gửi đến những người đàn bà đang ở lứa tuổi 30, hãy sống một cuộc đời vui vẻ và thanh thản, đừng gieo cay nghiệt cho mình hay người, đừng quá khắt khe với cả mình và thiên hạ. Đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời, bạn sẽ có thể trách mình tại sao không sống trọn những ngày vui, tại sao lại có quá nhiều những lo âu, sân si, vụn vặt tranh giành. Để rồi mọi ham danh, mọi vọng tưởng cũng chỉ là hư ảo. Phải chi tôi đủ can đảm sống cho chính mình. Thưa quý vị và các bạn, phải chi tôi đủ can đảm sống cho chính mình. Đây đúng là điều tôi hối tiếc nhất trong những năm tháng bước qua tuổi 50, với cuộc sống hôn nhân không thể hàn gắn mà vẫn kéo dài suốt 20 năm, với một công việc tôi đã muốn bỏ từ 30 năm, và với cuộc sống tôi chưa từng mong ước. Bạn biết không, khi những bệnh tật bắt đầu dày vò, khiến tôi nhiều lần nằm bệnh viện, tôi mới nhận ra những giây phút có thể lìa đời, tôi tự hỏi, sao mình phải sống vì người khác quá nhiều như thế? Không thể từ bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì sợ người ta nói, sợ cha mẹ tủi hổ, sợ con cái không chịu nổi. Sợ quá nhiều thứ, cũng không từ bỏ việc nhàm chán vì sợ thử thách, vì người khác nói đâu dễ mà tìm việc. Nhưng khi đến 50, tôi mới nhận ra rằng đó đâu phải là cuộc đời riêng của mình. Khi bạn đứng giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, bạn sẽ còn quan trọng phải sống vì ai, theo một khuôn khổ từ ai. Bạn chỉ đủ thời gian để nhìn lại cuộc đời mình, để nhận ra mình từng phí phạm năm tháng đó sao. Khi bạn còn nhỏ, bạn từng mong mình có thể lớn lao để cứu vớt cả thế giới. Sẽ đến ngày những điều dữ dội sẽ trở thành ưu tú, bạn dũng cảm mơ ước và hy vọng. Nhưng khi bạn lớn lên, thực tế phũ phàng khiến bạn gò mình không thể động đậy. Bạn chọn một cuộc sống hoàn hảo quá mức, chọn một cách sống mà theo người khác là bình yên. Nhưng bạn ơi, hãy can đảm sống đi, hãy làm điều bạn tin mình phải làm. Và nếu chỉ còn vài ngày để sống, phụ nữ mình nào ai có hai thanh xuân, huống hồ sinh tử ở đời nào có báo trước. Hay quá quý vị và các bạn ạ.
Ước gì tôi can đảm với chính cảm xúc của mình. Ước gì tôi có thể can đảm với chính cảm xúc của mình. Tôi từng là một người vợ xem trọng tình cảm của mọi người trừ bản thân. Tôi sợ con buồn, sợ chồng không vừa ý. Tôi sợ đồng nghiệp tị nạnh. Tôi sợ những ai không thích tôi. Nhưng đến độ tuổi này, tôi lại hiểu bạn chỉ có thể hạnh phúc khi bạn biết tôn trọng cảm xúc của mình và can đảm bày tỏ với nó. Khi bạn dám để người ta biết bạn đau lòng, bạn mệt mỏi, bạn không thể chịu đựng được nữa, thì họ cũng sẽ trân trọng bạn thôi. Huống hồ, nếu bạn khư khư giữ những điều không vui trong lòng, thì bạn không thể sống thanh thản. Cam chịu với phụ nữ không bao giờ là sự lựa chọn đúng đắn. Đàn bà muốn hạnh phúc nhất định phải để lòng bình yên. Phải chi tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè. Khi tôi nằm viện suốt nửa năm và có những ngày từng nghĩ mình không thể qua khỏi, điều tôi hối hận nhất chính là không dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn nữa. Nhưng lúc ấy tìm đâu được khi mỗi người mỗi ngã. Nếu bạn không thể giữ lấy bạn bè, họ sẽ dần dần rời xa bạn, già đi và biến mất trong cuộc đời, ngay cả khi bạn còn nhận ra. Phụ nữ khi đã có gia đình thường quên rằng một tài sản quý giá khác chính là bạn bè. Những người có thể thấu hiểu bạn, vui cười cùng bạn, nhắc về khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ bên bạn mỗi khi bạn buồn phiền, bế tắc, và đừng bỏ rơi họ. Và câu than, phải chi tôi sống vui vẻ hơn. Cũng chính những ngày cận kề cái chết, tôi mới biết được giá trị của những niềm vui thế nào. Khi lục lại ký ức đời mình, ngoài những mất mát phải trải qua, những muộn phiền quá nhỏ bé, tôi từng phải chi sống vui vẻ hơn, thái độ quyết định tính cách và hạnh phúc. Nếu tôi từng lạc quan vui vẻ hơn, chắc tôi không có nhiều sự lựa chọn không đúng. Vì vậy, bạn hãy sống một cuộc đời nhiều niềm vui, dù rằng có đôi khi bạn phải buồn đôi chút. Thưa quý vị và các bạn, bài này trong tạp chí của Việt Kiều mà tôi biết được qua việc kết nối Facebook với tạp chí Việt Kiều. Và cũng nhân đây thì xin cảm ơn tạp chí Việt Kiều, vì tôi rất là trân trọng những cái từng câu từng chữ của tạp chí. Và tôi cũng đã trả lời comment đó là thật cảm ơn rất nhiều tạp chí Việt Kiều đã cho tôi giật mình tỉnh lại, mình đang ở vị trí nào và mình phải làm gì. Tôi cũng không có ý định san sẻ nếu như trong trường hợp bạn không đồng cảm với tôi. Tôi cũng chỉ muốn nói với những người trạc tuổi tôi rằng cuộc sống vốn quý. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã từng sợ mất lòng những cái khách hàng đến văn phòng. Tôi đã từng sợ những cái phê bình đối với nhân viên. Tôi đã từng sợ người chồng buồn, và tôi từng sợ người con phải vì mình. Và cứ thế, cảm xúc của tôi nó cứ dồn nén, và một lúc nào đó tôi không biết xả stress bằng cách nào. Và khi đọc bài báo này thì tôi cảm thấy rằng một cái cảm giác như là một cái sự san sẻ. Và quý vị và các bạn biết không, thật sự thì hôm nay cũng mới dám nói thật. Thực ra làm cái nghề luật sư thì tôi chọn cái gam màu là màu tối. Tôi chưa từng bao giờ dám chọn một cái màu hồng. Tôi cũng chưa bao giờ chọn một cái màu đỏ. Và cũng không dám mặc áo dài, vì cho rằng cái sự tự ti mình dáng mình nó không chuẩn. Rồi thì tôi cũng đã bước qua cái vòng an toàn, tôi đã bước qua những cái tự ti nhất định, và cũng sẵn sàng nói quý vị và các bạn, hôm nay tôi đã mặc áo hồng, tôi đã gọi là mặc những cái chiếc áo dài mà tôi cho rằng mình cũng phải tự thưởng cho chính bản thân mình.
Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ là cũng hơi dông dài, thông qua mượn cái tạp chí Việt Kiều này cũng muốn trải lòng đến quý vị và các bạn, những người đang trạc là bạn bè tôi, những người là những người trạc tuổi của tôi, có những cái cảm giác hãy sống cho chính bản thân mình. Và trước tiên khi mình có cảm xúc và mình cảm thấy happy, mình cảm thấy vui thì mình sẽ phục vụ chồng, con, những người gọi là xung quanh mình. Và cái mặt mình vui, cái tâm mình vui, cái tâm mình thanh thản thì mình sẽ mang đến niềm vui đến cho mọi người. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.